giờ nói thiệt đi, yêu ai trong hai đứa này? Chị em nhau mà bà nội. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em, những năm tháng yêu nhau giá vờ. Ôi ôi hay quá. Mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia, lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Rồi xong luôn. Trời ơi. Thân mến, chúng tôi xin giới thiệu, đây là buổi hôn lễ thành hôn của con dâu chúng tôi, là Ngô Kiến Quy. Mới biết nó về mà nó cung nghệ phương xuôi. 60 giây bắt đầu. Diệt Hương ơi, con thương chị, nhớ chị nhiều lắm. Từ lâu em chỉ xem chúng ta như hai mẹ con, nhưng trong thực tâm em vẫn mong được nhiều hơn thế. Tụi ước giải vậy bà nội, thấy cái đẹp cái tướp 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 à, tôi bị đê má. Chào rồi, biết tại sao bà bỏ rồi. Ông bung nẹp luôn rồi. Đi sứ dấu kỹ hà. Rồi hỏi sao người ta không bỏ hả? Bây giờ nói thiệt đi, yêu ai trong hai đứa này? Đuổi hà. Chị em nhau mà bà nội. Trời ơi, anh như một cái con vịt quay Bắc Kinh. Trời ơi. Y sĩ, có thuốc nào giúp cho bớt lắc vậy đâu? Dễ thương quá. Hả? Có không? Dạ có. Cho em hát bài là em bớt lắc à? Dạ, xin tặng cho anh Ngô Kiến Huy, nói chung và tất cả các bạn và cái gì vậy? Bớt vui mà nó khẳng định luôn, tặng cái gì tặng cho Ngô Kiến Huy? Ừ, hát đi Phúc. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em, những năm tháng yêu nhau giá vờ. Ôi ôi hay quá. Mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia, lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Rồi xong luôn. Trời ơi. Thân mến, chúng tôi xin giới thiệu, đây là buổi hôn lễ thành hôn của con dâu chúng tôi, là Ngô Kiến Quy. Mới biết nó về mà nó cung nghệ phương xuôi. Bây giờ có 2 triệu rồi, đang có máu mình chơi luôn đi anh. Sáu đang đàn vũ đám cưới. Sáu à. Quỷ hà. Người ta đẹp lắm rồi mấy má. Rồi. Quy ơi. À dạ. Em ngưỡng mộ anh lắm. Sân chơi là của anh, chơi tiếp hay là anh ngừng lại? 2 triệu bây giờ, 2 triệu nhỏ lắm. Nói chung là tiền bạc không quan trọng với em, nhưng mà em muốn kéo dài thời gian để tiếp xúc cho anh chị và anh Huy. Đó, dạ anh quan trọng là già. Lên anh đi. Tiếp nha. Dạ thì tiếp. Em nên bấm. Ừ, ghê quá. Và bây giờ vòng 2 giải thưởng 10 triệu đồng và thời gian 60 giây bắt đầu. Hôm nay ta sẽ đến nhà Diệt Hương cướp gạo để phát cho tất cả những lần nghèo. Nếu không còn gạo, cướp sắt luôn. Bỏ qua hàng gạo. Hàng gạo cao quá. Hi. Liệt luôn rồi. Trời ơi. Nè. Ông là một trong những cái người mà sáng lập ra một trường phái hài mới nữa, là hài bất chấp thân thể. Trời ơi,
Trời ơi, tôi mệt quá. Trời ơi, chương trình đâu, tôi mệt quá. Tôi muốn xỉu. Trời ơi, mệt quá. Em mệt quá, anh Phúc ơi. Anh Phúc mình có 10 triệu rồi. Được không? Tiếp đi. Hoàng Phúc sẽ quyết định đi tiếp hay dừng lại? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Được không? Tiếp rồi anh ơi! Tốt tiệp! Hả? Tốt tiệp! Tốt tiệp là tiếp tục! Rồi! Và... cho mười giây! Bắt đầu! Chuyện không kể lúc nửa đêm, tại một nghĩa địa đó, có một bộ bé đi qua ngang nghĩa địa, gặp một bà lão bị chật chân. Cậu bé mới nói rằng: bà lão ơi, lê nhà, bà hãy leo lên lưng cho cháu, cháu sẽ cõng bà về. Thế là bà lão leo lên lưng cậu bé đưa về nhà. Đi qua một đoạn, cậu bé mới nói rằng: bà lão ơi, tới nhà chưa? Quay lên hỏi bà lão, bà lão quay mới nói rằng: chưa tới nữa con ơi, qua một đoạn đường vắng nữa. Cậu bé mới hỏi bà lão, bà lão ơi, tới nhà chưa? Chưa tới nữa con ơi, qua một đoạn đường vắng nữa. Đi sâu vào trong nghĩa địa, lúc này xung quanh chẳng có ai. Cậu bé mới hỏi bà lão rằng: bà lão ơi, tới nhà chưa bà? Tới rồi. Mẹ bị thuốc điên rồi. Ba giờ. Giờ rồi. Biết sao Phúc? Hình thể hồi đầu em đã làm rồi. Rồi em làm luôn cái vụ mà kia luôn rồi. Hiểu không? Cho nên cái sau cái bà lão nó bị nhẹ quá. Và em phải có cái bất ngờ là bà lão bà làm sao. Chứ phải làm bà lão cho chị giật mình. Mà phải làm cái bà lão đó bà trả lời câu gì đó thật là dí dỏm. Hoặc là bà phải cần hình thể. Hoặc em cần một cái gì. Và cuối cùng chị kêu em làm nửa đi là em làm một cái gì đó. Mà phải thiệt là hài. Chứ không có tự nhiên em lăn cù đó em cười được nữa. Cho nên chị mới nói là suy nghĩ từ kỹ, từ 10 tới 20 triệu nó sẽ rất là khó. Nha. Bây giờ mức trắng gần 10 triệu của tôi rồi. Dạ, nói chung đây? Là bữa nay gặp anh chị với anh Kiến Huy em rất là vui. Rồi bạn biết không, tôi mến bạn lắm. Là tại vì bạn làm y sĩ. Và với cái tốc độ này của bạn, tôi không biết là có bao giờ bạn chích lộn thuốc cho bệnh nhân hay không. Có nghĩa là gì nè, đang vui quá, tao nói hình thể, tao nói làm quá trời làm ở đoạn đầu. Cái đoạn sau như chị tôi nói đó, ra hù của con gái chưa đã, phải làm gì thêm, thí dụ vậy. Bữa nãy kêu suy nghĩ kỹ rồi uổng quá, tôi tiếc quá trời với bạn luôn. Nhưng mà hôm nay bạn lên trên đây, khi mà chúng tôi phát hình ra, tôi nghĩ nha, có những cái bề bộn trong cuộc sống, có những cái lúc thăng trầm ha, cũng chả biết thời thế nó sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mà nếu như bạn có một cái óc hài hước, bạn vui vẻ với cuộc sống như vậy, tôi nghĩ là bạn sẽ vượt qua. Kể trong cuộc sống bạn dù giông bão cỡ nào bạn cũng sẽ vượt qua. Cho nên đừng có buồn, có cái gì nó sẽ có khác bù đắp cho mình. Nếu như trong chương trình này xảy ra, tôi nghĩ nếu người nào đã từng ở bên cạnh bạn rồi, họ sẽ rất là yêu bạn. Tôi thì tôi chúc cho là cái chương trình này được phát sóng thì vợ bạn có xem. Tôi chỉ chúc như vậy thôi. Còn cái quyết định của chị như thế nào thì là quyền của chị. Thực ra thì nãy giờ tụi em rồi cái anh Tiến Thành và chị Việt Hương coi tiết mục của anh đó, thấy anh bay bầm dập xong rồi té xuống rất là nhiệt tình như vậy. Nên em thay mặt riêng cho em thôi sẽ gửi tặng anh 2 triệu.